Hàng hay bay về nha anh em. À, hàng hay bay về. Mới về. Vẫn là bình xăng thôi nha anh em. Bình xăng khổng lồ, đứt dài khổng lồ, máy đơn nha anh em. Hàng đấu giá hay bay về phục vụ anh em. Mới về để máy tính. Như cây kiếm nhật 7 màu nha anh em. Đứt dài Kenhin da băng, trái ga 22, nắp 24, zin tháo xe cầu cầu 250. Anh em nào chơi cái hệ này là nhìn vô cái bình này là biết là cái bình này là như thế nào nha anh. Hàng zin tháo xe cầu cầu 250 nha anh em. Cái dòng này nắp 24, mỏ chu như vậy là nó nằm trên con xe cầu cầu 250. Vô xe độ 12 ly 54. Bao VIP từ đời tới hậu. Bình này lai new nha anh em. Đó. Để mai tính, nói chung là mới về, mình chưa tính giá xong thì mình chưa có báo giá được. À. Bình trái ga 22, tháo xe cầu cầu 250. Cái bình trái ga 22 này á, nói chung là anh em nào sẽ đi sâu về cái bình hại này á, nó rất là nhiều dòng, nhiều hại. Nói chung là mình không thể nào nói hết được đâu. Cái bình trái ga 22 này có khi nó nằm trên con CB 125, có khi nằm trên con CB 150. Và cái dòng mà tay e cụp mà mã BW22, thật sự cái con đó là nó nằm trên con cầu cầu 175. Cầu cầu Honda mà bay nhảy á. Dòng xe cổ, cầu cầu cổ nha, chứ không phải cầu cầu đời mới. Anh em nhìn thấy cái bình này không? 89 màu luôn nha anh em. Đó. Bình này là bao VIP. Giá hàng 4 trở lên nha anh em. Anh em mua bình này là giá hàng 4 trở lên. Mình cứ báo vậy thôi, còn ngày mai mình có hình chi tiết mình sẽ báo anh em. Đáng đồng tiền bắt gạo cho cái bình này. Rồi. Còn anh em nào chơi mà cái dòng mà đỉnh hơn nữa, gọi là bình định, bình mà gọi là hàng đứt gài khổng lồ á, là bình này nha anh em. Bình đứt gài tháo xe CB 350 một máy nha anh em. Đó. Bình này là trái ga 26. Trái ga 26 nha anh em. Đít gài mà trái ga 26 ly nha. Kenhin da băng, bình này cũng là tuyệt đẹp, 7 màu. Đó. Nói chung là anh em mình mới về hai cái bình đít gài khổng lồ. Để giới thiệu cho anh em về mở mang thêm cái tầm mắt về cái gọi là cái thể loại bình đít gài nha anh em. Đó. Mình thì mình biết nhiều mình nói nhiều. Đó. Biết được ít nào báo cho anh em. Hai bình này là rất là đẹp. Ngày mai mình báo giá nha anh em. Hôm nay là mới về buổi tối à. Mình chưa báo giá ra cho anh em đâu. Cặp này là mới vừa cập bến tại tiệm mình.